Chào các bạn, hôm nay Gỗ Bánh Xanh giới thiệu các bạn sản phẩm về côn gỗ bánh xanh và một ít lọ tăm gỗ bánh xanh. Trước hết thì tôi giới thiệu các bạn sản phẩm côn gỗ bánh xanh. Hiện tại thì shop về được khoảng 9 đôi, đã bán 1 thì còn 8. Ở đây hiện tại tôi đang có 7 đôi, một đôi đang ở chỗ khác để bạn cầm. Đây, côn gỗ bánh xanh thì nó như mọi khi đây, đôi này là đôi bánh đen. Hàng lần này chúng tôi tuyển chọn nên là có chuồn chớp. Đấy. Đây phần chuồn chớp đấy. Để nét cho các bạn xem để mình rõ. Vẫn rất là tốt như mọi khi thôi. Đây về đo về kích thước thì tôi đo các bạn xem chiều dài của thân côn. Nó vào 30-31 cm. Đây là cả cái nắp inox. Dây inox đây vào khoảng độ 14 cm. Đấy. Cơ bản là như vậy. Thân côn này các bạn xoay cho các bạn xem cho nó rõ. Đây là đôi bách đen. Gỗ bách xanh thì nó cứng, rất cứng luôn. Đây. Được cái là phần chun chớp này của gỗ nó rất là đẹp. Độc đáo. Đây một số đôi khác, gần như đôi nào cũng có chun chớp cả. Đây, chun sụn đây. Các bạn cầm đôi này mà chơi thì rất là thích. Tất nhiên hàng này cũng chỉ hàng để chơi trưng bày thôi, chứ còn tập luyện thì nó rơi thì nó sẽ rất là sót. Đôi như này chun chớp rất là rõ ràng, nhìn rất ưng mắt. Việc chỗ như này chẳng hạn thì khi các bạn soi lên đèn LED điện thoại thì nó nhìn nó rất là mắt mắt luôn. Đây phần chuồn chớp đấy, nó hiện trong ánh chỉ cần trưng trong nhà trong ánh điện bình thường thôi, nhìn cũng rất là rõ. Hàng lần này shop về làm thì khá là đẹp, thực sự là gỗ này rất là đẹp, toàn gỗ già, chọn rất là nhiều, rất là kỹ để nó ra được những đôi chôn côn có chuồn chớp ấy, cho nó đẹp mắt. Đấy. Nhiều bạn hỏi về giá bán của những đôi này thì nó vẫn không đổi thôi, giá bán là 550.000, mình bao ship tận nơi, các bạn thì kiểm tra nhận hàng, kiểm tra thanh toán qua nhân viên bưu điện. Ví dụ những đôi như này chẳng hạn thì nó chun chớp của nó quá là nổi luôn. Các bạn lưu ý là cái đầu côn thì mình đặt inox 304 nên là nó rất là dày và chắc chắn, xích trước thì các bạn rất là yên tâm tập luyện thoải mái. Ở hai đầu thì vẫn bắt vít lục lăng, đây vít đây một con, đây một con, tổng là có 4 con ở trên một đôi côn này. Đấy. Chắc chắn thôi, không các bạn tập luyện đi chơi thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì cả. Thì cái này mình đặt inox 304 inox loại dày chứ không dùng loại hàng mỏng. Xoay cho các bạn xem chơi vậy. Đấy, đôi như này thì nó quá đẹp. Đây, chun chớp. Chiếc gỗ bách xanh thì nó rất là độc đáo rồi. Các bạn nào mà hay dùng gỗ chơi côn gỗ thì chắc là biết. Tôi biết là trên thị trường này hiện nay chưa bán nhiều hàng gỗ này, thì thứ nhất là người ta không có điều kiện để chọn gỗ được. Thì tôi ở Mộc Châu thì tôi có điều kiện để chọn được gỗ để làm, nên là
sản phẩm làm ra nó đẹp mắt. Và giá bán thì nó 550.000 đôi bao ship thì nó cũng gọi là giá bình thường vì không phải qua shop nào cả. Nên các bạn mua thì nó sẽ được cái giá tốt nhất, chứ không để kênh cho quá nhiều đơn vị bán thì giá sẽ đội lên rất là cao. Bài tiếp theo thì tôi quay các bạn xem một chút về cái lọ tăm. Đợt này tôi có tăm, đợt này thì gỗ nó có điều kiện tiện khá là lớn, nó cao, có khả năng cao là những lọ tăm tôi cũng thường bán. Vân gỗ với xanh rất là đẹp, cao 12 phân, đây loại nhỏ nhất, kính gần 8 phân. Đây, cao 14 cm, kính cũng hơn 8 cm, rất là lớn. Đây. Cao tầm 14 cm. Các bạn nhìn hình có thể ra 13 nhưng mà thực ra thế chính xác nó lên gần 14 cm. Đường kính đáy lên 19 cm, rất lớn. Đây mà nắp lọ bên trong này đây. Đấy. Các bạn để tăm đây thoải mái. Sâu chắc tầm 7 cm, trong này vẫn còn bột mùi vách xanh, nó rất là thơm. Gỗ này thì rất là đẹp thôi, gỗ vách vàng rất là chuẩn, ok thôi. Đây thợ hiện ra một vài bạn, nó dạng kiểu chung chung. Cái này gỗ vách đen, đen truyền thống này. Đấy. Nhìn rất là hay. Mà nó là chẳng đặt lên bàn thì nó như này khá là đẹp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc nó lạ lạ đi tí, các bác nào thích hàng chum bằng lọ để chơi chơi trong nhà cũng độc đáo một chút. Đây trong này thơm, rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Gỗ vách xanh làm nội tâm thì nó rất là đơn giản, đều đẹp vậy thôi. Đấy, tôi quay sơ qua một số sản phẩm. Đây, shop đang bán trong tháng 6 này. Nó có côn, côn rất đẹp, giá thì vẫn không đổi. Thứ hai là nội tâm này, các bác cần alo thôi. Nội tâm thì vẫn giá không đổi, 180.000 bao ship. Còn côn mách xanh thì giá vẫn không đổi, 550.000 đồng một đôi bao ship tận nơi. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng ok thì thanh toán với nhân viên bưu điện, rất đơn giản. Để mua hàng các bác liên hệ với số điện thoại Zalo hiện trên màn hình. Cảm ơn các bác đã xem video.